VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của VDA và tôi là Xuân Nghĩa. Ngay trước mắt các bạn đây là bộ sản phẩm micro BF Audio G11, là một trong những dòng micro thuộc phân khúc cao cấp và đang được rất nhiều anh em hiện nay đang yêu thích và lựa chọn về cho dàn karaoke gia đình mình. Và ngay bây giờ thì Nghĩa sẽ cùng với các bạn khám phá tất tần tật những gì bên trong của bộ sản phẩm này nha. Now, let's go! Trước hết thì Nghĩa sẽ cùng với các bạn nhìn xem qua và đánh giá thiết kế sơ bộ tổng quan của chiếc hộp micro BF Audio G11 này các bạn nha. Phía trên góc trái của chiếc hộp của chúng ta là logo của nhà sản xuất BF Audio được in rất rõ ràng. Và ngay phía dưới đây là tất cả những tính năng cơ bản mà micro BF Audio G11 nhà sản xuất in lên cho các bạn thấy. Và những cái hoa văn, các họa tiết được thiết kế rất là mềm mại, màu sắc không quá rực rỡ nhưng rất gần gũi và thân thuộc với chúng ta. Phía trên hộp đó chính là tem chống hàng giả được nhà sản xuất dán lên cho các bạn. Hãy lưu ý điều này khi chúng ta đi mua ở các cửa hàng để chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Và một điều rất là đặc biệt là khi các bạn mua về sẽ có một cái sự tiện lợi, đó là tay xách giống như vali đó. Điều tiếp theo Nghĩa muốn chia sẻ với các bạn là chiếc hộp này đựng các chi tiết của chúng ta rất là chắc chắn. Các bạn hãy thử cầm nó một lần, các bạn sẽ thấy thích ngay. Bây giờ Nghĩa sẽ cùng với các bạn mở chiếc hộp micro BF Audio G11 này để khám phá những gì bên trong nhé. Đây, các bạn có thể thấy, điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta là một tấm xốp bao bọc phía bên trên khá là chắc chắn. Đó. Và các chi tiết của chúng ta sẽ được bọc bởi một cái túi ni lông nhằm chống bụi và được sắp xếp khá là gọn gàng, chặt chẽ trong các cái ô xốp này. Và cái tấm xốp của chúng ta khá là dày. Đó. Và sắp xếp vô cùng là ngăn nắp, gọn gàng và khá là chặt các bạn, không có cái độ lỏng ở đây, thì sẽ giúp cho các chi tiết của chúng ta tránh va đập khi di chuyển. Và kết hợp từ dưới lên, từ trên xuống thì sẽ giúp cái tính năng bảo vệ chúng ta được phát huy tối ưu, bảo vệ các chi tiết bên trong. Và Nghĩa sẽ giới thiệu các thành phần của bộ micro BFG11 này. Đầu tiên là hai micro, tiếp theo là một đầu receiver, hai vòng chống lăng bằng nhựa, một sợi dây nguồn, một sợi dây kết nối, hai cần anten và hai bọc đuôi micro. Đây là toàn bộ sản phẩm và những cái phụ kiện đi kèm mình đã lấy ra và trưng bày ở đây cho các bạn thấy rõ hơn. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái chiếc micro BF Audio G11. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy được thiết kế rất là đẹp mắt với màu vàng đồng sang trọng. Và vật liệu của chúng ta là bằng nhôm nguyên khối, được phủ bên ngoài cái lớp sơn chống xước và chống bay màu. Điều đặc biệt khi Nghĩa cầm lên á, thì cảm giác nó không quá lạnh tay. Kể cả bây giờ Nghĩa đang ngồi trong cái phòng nhiệt độ thấp nè, thì vẫn không có cảm giác là lạnh lắm. Và cái chiều dài của micro á, thì theo như tay Nghĩa đo được thì khoảng là 25 đến 27 cm, thì rất là vừa tầm của chúng ta. Tiếp theo thì Nghĩa sẽ giới thiệu về cái đầu micro. Đầu micro thì chúng ta sẽ được làm bằng cái vật liệu đó là thép không gỉ. Bên trong thì có một cái lớp vải xốp mỏng bao bọc cái củ mic. Và đây cũng chính là cái lớp đầu tiên lọc âm trước khi âm thanh đi vào trong cái củ micro. Và cũng chính cái lớp này nó giúp cho hơi nước hạn chế xâm nhập vào bên trong làm gỉ cái củ micro của chúng ta. Ở trên cái củ mic á, bên hông á, thì được thiết kế một cái vòng chống lăng cùng chất liệu. Nhưng mà trong cái bộ sản phẩm chúng ta đi kèm á, thì có thêm cái vòng chống lăng bằng nhựa. Thì nghĩ các bạn nên lắp vào luôn để tăng cái tính năng bảo vệ cho cái sản phẩm micro. Thì cái vòng này nó to hơn, nó bằng nhựa. Đó, thì nó rất là linh hoạt. Các bạn có thể thấy rất là đẹp. Màu cam thì sẽ đi cùng với đuôi màu cam cho nó tông sẹt tông các bạn. Mình thích điều đó. Rồi ở phía dưới đây chính là cái màn hình LED trên cái thân của micro. Màn LED sẽ hiển thị cái tần số sóng của micro. Kế bên dưới đây là cái nút nguồn làm bằng nhựa, thì nó sẽ giúp điều khiển cái quá trình hoạt động của micro được dễ dàng hơn. Kế bên dưới đây là chính là cái logo của nhà sản xuất BF Audio. Và đây là cái tem chống hàng giả. Nó màu sắc sẽ khác nhau nếu như các bạn để các cái góc nhìn khác nhau. Và
Miro này có một cái tính năng đặc biệt nữa mà Nghĩ muốn giới thiệu với các bạn, tại vì mình thấy khá là hay ho, mà nếu như các bạn biết thì các bạn sẽ đánh giá một cái điểm cộng nữa cho cái sản phẩm này. Đó chính là tính năng tự động ngắt nếu như không sử dụng trong vòng 3 giây và tự động tắt nếu như không sử dụng trong vòng là 3 phút. Thì điều đó nó nói lên một cái điều, đó là cái nút nguồn vật lý này nó không phải lúc nào cũng thật sự cần thiết trong thời buổi công nghệ hiện đại nữa. Và đây chính là một cái sản phẩm mà các bạn nên mua dùng nếu như các bạn yêu thích công nghệ và những cái ứng dụng hiện đại hiện nay. Ở đây chính là phần đuôi Miro. Thì phần đuôi Miro này các bạn có thể tháo ra một cách dễ dàng. Khi mà chúng ta hết pin thì chúng ta có thể tháo ra để thay pin. Và đây chính là cái khe pin. Miro của chúng ta thì cũng giống như những dòng Miro không dây khác thì sử dụng loại pin đó là 2A. Và Nghĩa sẽ lắp pin vào cho chúng ta có thể thấy là pin được lắp rất là dễ dàng. Các bạn hãy lắp đúng chiều. Đây. Và khi các bạn lắp pin xong, các bạn hãy vặn cái đuôi lại để bảo vệ. Và đây là nút nguồn. Các bạn nhấn vào đây, màn hình LED hiển thị ngay lập tức, rất là nhanh. Và cái phần đuôi này á thì sẽ có một cái bọc để bảo vệ nữa. Thì giúp chúng ta hãy lắp cái bọc bảo vệ đuôi này. Thì các bạn có thể thấy từ trên xuống dưới đều rất khá là an toàn rồi, đúng không nào? Vòng chống lăn bảo vệ từ đây xuống đây. Còn cái phần bọc đuôi thì nó sẽ bảo vệ cái phần đuôi. Và các bạn thân mến, đi kèm với micro thì không thể thiếu đó chính là đầu thu sóng BF Audio G11. Thì Nghĩa sẽ giới thiệu cho các bạn biết sơ bộ về cái đầu thu sóng này. Đầu tiên đó chính là cái thanh mặt tiền. Thì nó được thiết kế màu đó chính là màu vàng đồng. Và đây cũng chính là màu chủ đạo của micro BF Audio G11. Và phía sau này là màu đen. Thì nó cũng hợp với cái chiếc micro này luôn đó. Tương tự thì trên cái thanh mặt tiền này có in cái logo của nhà sản xuất BF Audio. Kế bên đó là cái nút nguồn bật tắt rất là dễ dàng đó. Và đây chính là cái màn hình LED của cái đầu thu sóng. Thì nó sẽ hiển thị những cái tần số mà hai micro bắt sóng. Trên đây có những cái nút điều khiển nè, tăng giảm âm lượng vân vân. Đây là cái tên của sản phẩm chúng ta, G11. Và cái đầu thu sóng này được thiết kế khá là nhỏ gọn các bạn. Thì điều này thì sẽ phù hợp với mọi diện tích không gian nhà của các bạn đang cần sử dụng. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có các cái cổng kết nối. Mà ở dưới các cái cổng thì có những cái thông tin rất là cụ thể để các bạn có thể nhận biết cái cổng này nó có công dụng như thế nào. Và hai cái cổng khá là bự ở đây thì đây chính là nơi để chúng ta gắn cái cần anten. Và Nghĩa sẽ gắn cho các bạn xem. Chúng ta có một cái khớp gắn, các bạn chỉ cần để ý là chúng ta sẽ gắn rất là nhanh. Đây. Chúng ta có hai cái cần anten ở hai bên. Rồi, các bạn sau khi gắn xong thì các bạn bẻ cái cần lên cho nó gọn nè. Đó. Và đây chính là cái đầu thu sóng của bộ sản phẩm Micro BF Audio G11. Đi kèm với bộ sản phẩm của chúng ta thì còn là một cái adapter nguồn 12V, một sợi rắc cắm 6 ly. Tất cả đều làm từ vật liệu cao cấp đảm bảo cho chất lượng cho bộ sản phẩm Micro BF Audio G11 của chúng ta. Và các bạn thân mến, Nghĩa cùng với các bạn vừa tiến hành đập hộp review sản phẩm Micro BF Audio G11. Và bộ sản phẩm của chúng ta có mức giá tại Vida là 6.500.000 đồng. Đây là một mức giá quen thuộc ở phân khúc cao cấp của dòng Micro. Nếu như các bạn còn bất kỳ thắc mắc hay băn khoăn nào về vấn đề kỹ thuật hay những vấn đề khác của sản phẩm, hãy mạnh dạn comment bên dưới video này. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của bạn một cách chi tiết nhất. Và nếu như các bạn thích, hãy đến với chúng tôi để cùng trải nghiệm và mang về cho mình bộ sản phẩm vô cùng tuyệt vời và cao cấp này. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.